thì con sẽ cho cô chú ngắm một loại lan khác. Cây này là cây vũ nữ và tên của nó là vũ nữ mèo hoang. Cây này cũng là chăm sóc, cây này cũng là lan công nghiệp luôn, không phải là lan rừng. Chăm sóc chủ yếu là để cho nó ra hoa chơi Tết, và cái này nó cũng nở sớm luôn, nó tách tòa lê hết rồi, cành rất là dài ạ. Đây là cây và hoa của nó thì không có mùi. Phụ nữ thì có rất là nhiều loại: phụ nữ đăm xoay, phụ nữ mèo hoang, phụ nữ sô cô la, phụ nữ bút chì, rồi phụ nữ phù thủy, nói chung là rất là nhiều. Mà thơm nhất con nghĩ là loại phụ nữ sô cô la, hoa nó màu cũng gần giống vậy và nó có mùi sô cô la, mùi đó thì tuyệt vời rồi. Còn tại sao gọi là vũ nữ thì nhìn hoa là biết, như là một vũ công vậy. Cây này thì không phải trong vườn con, cây này là trong những cái vườn lớn á, gần con người ta trồng. Và ở đây có một cái chất trồng mới. Đâu rồi? Có thể là mình chưa tiếp xúc nhiều nên mình cũng chưa biết được cái này đâu. Người ta trồng ở đây. Ủa, nó ăn hết ở dưới rồi. Người ta trồng ở đây là trồng bằng, không có trồng bằng vỏ thông hay là giớn hoặc là cái gì đó than như mình đâu. Người ta trồng bằng đá. Giống như được bữa trước con nói trồng bằng xương ấy. Trồng được hết chứ không phải là không được, móc lên không được. Nói chung nó trồng bằng đá, gọi là nham thạch, một loại đá gọi là nham thạch. Đây, móc mãi mới ra. Đây là một cái viên, tên của nó là nham thạch. Khi cầm vào thì mình sẽ cảm giác là nó nhẹ hơn những viên đá bình thường rất là nhiều. Và nó có rất là nhiều lỗ li ti ở đây. Nếu mà cô chú nào có chơi thủy sinh thì hoặc là chơi hồ cá thì biết qua loại này. Loại nham thạch này dùng để trong cái đồ lọc á, đồ lọc của hồ á. Những cái lỗ li ti này là để cho vi sinh vật nó sống. Đó, lan thì ở đây người ta trồng bằng cái loại đá nham thạch này. Đấy. Phân thì người ta cũng bỏ phân chì bình thường thôi. Bỏ rất là nhiều phân chì ở đây. Phân lau tan ấy. Rồi chế độ tưới nước và phun thuốc. Bón lá. Vườn tược của họ thoáng thì cây nó sẽ tốt. Và cái giò này á, thì cô chú có thể thấy nó chỉ có là 1, 2, 3, 4, 5, 5 vòi thôi. Mà trong cái vườn, những cái vườn đấy thì giò 5 vòi là ít nhất. Ít nhất là 3 vòi, 5 vòi cũng là ít. Giò của nó nhiều khi nó rất là kinh khủng, nó mười mấy vòi, mười mấy vòi thì cô chú tưởng tượng cái giò nó đẹp cỡ nào. Hoa này là hoa chơi Tết thôi nhưng mà bị nở sớm. Còn hoa của nó thì không phải là nhỏ đâu ạ. Màu cũng đẹp nữa. Màu rất là đậm. Hoa nó đây. Nhìn rất là thích. Cái này vừa mới bung thôi. Và hoa của nó thì cực kỳ là bền ạ. Khoảng hơn 2 tháng ấy. Cây khỏe của nó. Nếu mà cây mà yếu yếu thì tháng tháng hơn thôi. Nhưng cái này là vừa mới bung. Còn cong cong cong. Đây. Nụ nó đây. Cái đầu này chưa nở hết. Nhìn rất là thích mắt ạ. Đây là tên của nó là vũ nữ mèo hoang. Mèo hoang chắc tại vì nó lem 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 vậy nên gọi nó là mèo hoang nè. Này là chắc là hàng lai của Đài Thái gì đó họ lai ra. Chế độ chăm sóc thì con nghĩ nó cũng bình thường thôi, không có gì cả.
Sống rất là dễ, chủ yếu là chăm sóc những cây nó càng khỏe thì nó sẽ càng ra hoa nhiều và hoa nó càng bền. Ở đây mỗi một năm thì nó sẽ ra một củ mới. Này là củ cũ của nó nè. Nó ra củ mới đây. Ví dụ đây nó lên một cái mầm. Cái mầm sau khi cái mầm nó phình lên, đấy, nó phình lên to như vậy, nó sẽ bắt đầu có ngọng ở dưới. Chu kỳ của nó là vậy. Ngọng dưới là khoảng 2 tháng sau là nó sẽ có hoa. Ví dụ như cây này được hai cây con hai bên. Và nó không nhất thiết là một cây của nó sẽ bao nhiêu hoa. Ví dụ như cây này cô chú có thể thấy một mình nó là bốn vòi hoa luôn. 1 2 3 4. Đó là một cái củ không, một củ của nó đã bốn vòi hoa rồi. Những cái củ khác thì không có. Ở đây con có một cái giò này. Những cái này là của con để chơi thôi ạ. Giò này có hai đầu trong một cái củ. Mà cái củ này nó hơi lạ một tí là nó bị hơi bị biến thái một tí. Củ nó dài ngoằng, dài khúc luôn. Thường thì những củ như cô chú thấy những cái củ hồi nãy thì nó ngắn ngắn xíu ở dưới vậy thôi. Đấy, còn củ này nó dài vậy. Lá quá trời lá luôn. Một mình nó lên được hai vòi hoa cũng rất là khỏe. Này thì không kịp chơi Tết rồi, để chơi trong nhà vậy thôi. Trồng hoa thì lúc này là lúc lúc cây hoa nở, là lúc mình chiêm ngưỡng cái thành quả của mình thôi. Mùa này trong vườn con thì hoa các kiểu rồi, các kiểu là điểu luôn á. Rồi, con chào cô chú ạ.